thượng cho hay. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022, thành phố sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 11 và tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch và vào cuối tháng 11, thành phố hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến tiêm mũi 2 sau từ 3 đến 4 tuần. Ông Châu cũng cho biết, trong năm 2022, thành phố sẽ tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Mặt khác, người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế cũng có thể tiêm mũi 3, mũi 4 trong năm 2022. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, thành phố thí điểm tiêm tại huyện Củ Chi và quận Nhất. Vào ngày 28 tháng 10, 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức tiêm trừ quận Gò Vấp. Cho đến hết ngày 29 tháng 10, tổng số trẻ đã tiêm vaccine phòng COVID-19 tính từ ngày 27 đến 29 tháng 10 là 86.324 trẻ. Công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 7 ngày, tiêm mũi 2 dự kiến trong 7 ngày. Thành phố sẽ tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi trước, sau đó cuốn chiếu dần đến độ tuổi nhỏ hơn loại vaccine sử dụng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Comirnaty của Pfizer. Trong quá trình tiêm, các em tuân thủ theo quy trình một chiều, được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ.